Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, việc quản lý vận hành các công trình thủy lợi được tỉnh Lào Cai phân cấp, giao cho các tổ quản lý thủy nông ở thôn, xã đảm nhiệm. Việc làm này đã giúp cho việc điều tiết nguồn nước tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân được thuận lợi, công bằng hơn, đồng thời giúp làm tăng tuổi thọ của công trình. Tại bản Mai 1 và bản Mai 2, xã Minh Tân, huyện Bảo Yên, hàng năm khi được tiếp nhận nguồn kinh phí dành cho hoạt động của tổ quản lý thủy nông, trưởng thôn đã bàn bạc với các thành viên của tổ sử dụng toàn bộ nguồn kinh phí cho việc bảo dưỡng và duy tu hơn 4 cây số kênh mương dẫn nước vào nội đồng. Một hệ thống đập đầu mối được xây dựng từ nhiều năm trước, đảm bảo nguồn nước tưới tiêu cho cánh đồng rộng nhất xã. Duy tu vận hành theo các quý, các tháng của trong năm 70% thì chúng tôi chi trả cho các chi hội phụ nữ là về duy tu bảo dưỡng cây mương này để các chi hội nó gây quỹ và để chi trả cho các hội phụ nữ thì các bà con đi làm. Tại xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, 29 phai đập chứa nước và 42 cây số kênh mương nội đồng được các tổ quản lý thủy nông tiến hành tu sửa, nạo vét khơi thông dòng chảy thường xuyên. Tổ này phân chia nguồn nước để đảm bảo tất cả những hộ dân có chân ruộng cuối nguồn đều có nước để gieo cấy lúa. Hay bị thiếu nước là khô hạn là có, với cái này thì điều tiết, ví dụ như là cái thôn bên Lùng Cầu, thì cái nhánh ấy, ra Lùng Cầu thì mình thông báo với bà con là nhánh này lấy từ ngày nào đến ngày nào là bao nhiêu ngày, xong mình lại dồn sang nhánh bên Na Nhung là ngày nào đến ngày nào thì để thông báo cho bà con biết và dự trữ nước và cây bừa cho nó hợp lý. Theo thống kê của ngành nông nghiệp, toàn tỉnh hiện có 1.136 công trình thủy lợi đáp ứng nhu cầu nước tưới tiêu cho gần 45.000 hecta đất nông nghiệp. Tuy nhiên, hiện vẫn còn khoảng 3-5% diện tích các chân ruộng thường xuyên khô hạn do nằm ở trên cao, cuối nguồn nước. Ngành nông nghiệp đã chỉ đạo đơn vị chuyên môn có các phương án đầu tư, kiên cố hóa diện tích kênh mương còn lại theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, nhằm đảm bảo nguồn nước tưới tiêu phục vụ kế hoạch sản xuất nông nghiệp hàng năm của tỉnh.